Xin chào mọi người, hôm nay mình có dịp lại gặp nhau, tôi lại tiếp tục đọc kể lại cho mọi người nghe Nhật ký xuất hồn 3 nha. Hôm trước là tới chỗ Phật Ngu, bây giờ là qua cái chương Chúa Giêsu. Như ý đã muốn mấy hôm trước, đêm Giáng sinh tôi quyết tâm xuất hồn đảnh lễ Đức Chúa Giêsu. Bên thánh giới tôi thấy cũng như bên Phật giới, chỉ có điều tôi nhìn thấy nhà thờ bằng kiến thay vì những chùa, am hay cốc. Vừa thấy Chúa đang tiếp những tu sĩ khắp nơi thì tôi cũng tiến lại gần xin được học đạo. Lạ thay, khi có ý đó thì Chúa biến mất, chỉ để lại trong tôi hai câu tha thứ và thương yêu. Tôi trở về bản thể, trong lòng nghĩ những gì tôi xuất hồn đi học đạo đã được thầy tôi dạy hết rồi, thế mới biết không nên tham. Tôi muốn gì đây ở những đêm xuất hồn? Phải chăng còn tìm thêm những cái không cần thiết? Sáng dậy tôi kết luận một câu xanh dờn là tu hoài vẫn thấy mình sai. Một chuyến đi là một dịp để nhìn thêm bộ mặt thật của tôi. Không có hay ho gì. Tha thứ và thương yêu. Nghĩ đến lời nhắn gửi của Chúa Giêsu, hôm qua tôi thấy Chúa nói lên đường đi của Chúa là vậy. Lúc còn sống cho đến lúc chết, Chúa cũng chỉ thực thi tha thứ và thương yêu. Rồi nhớ lại lời thầy tôi lúc còn sống đã có lần dạy tôi phải làm việc giúp đỡ những nơi đang có chiến tranh. Lúc đó tôi nói vâng dạ, nhưng thật sự trong tâm không mảy may quan tâm. Gần đây xuất hồn đảnh lễ những vị Phật tiên Chúa, tôi thấy những gì được chỉ dẫn là những gì thầy tôi đã dạy rồi, mà hàng đêm tôi công phu vẫn thường nghe đi nghe lại. Nhưng mà tất cả cũng chỉ là lý thuyết nếu chính bản thân không thực hành. Cho nên tôi sẽ nghe lời thầy mà bắt đầu xuất hồn chu du nơi cõi thế gian ta bà, để xem mình có thể làm gì được cho chính mình và cho tha nhân. Làm sao thực thi được tha thứ và thương yêu trong một cái thế giới đang đảo điên, và với tình thương và sự tha thứ, hai khi giới đó có thể nào đem lại hòa bình cho nhân loại không? Thì nói là dễ, nhưng mà tha thứ thương yêu cũng không phải là dễ làm, cho nên phải thực hành thì mới biết. Cống cao ngã mạn. Mấy hôm sau ngài gặp Chúa và được nhắc nhở phải tha thứ và thương yêu, tôi cứ tỉnh bơ coi lời dạy đó như là dư thừa, vì thầy tôi lúc nào cũng số một đã dạy qua rồi. Có một chuyện làm tôi mấy tháng nay cứ bị bực mình và hờn giận, giận một người đã đối với tôi không tốt. Thường khi thì tôi ít để bụng lắm, mà với người này thì tôi giải hoài không được. Tôi biết đây là duyên nghiệp thâm sâu, sẵn có lời chỉ dạy của Chúa cứ nhắc đi nhắc lại trong đầu. Tôi bèn áp dụng thay đổi những giận hờn thành thương yêu và tha thứ, thì lòng tôi thấy nhẹ nhàng hồi nào không hay. Và rồi như là một sự việc quyền diệu, tôi đã được thoát khỏi lòng phiền não mà mấy tháng nay tôi đã cưu mang. Bài học này làm tôi nhớ đến di chúc của thầy tôi có nói một câu đại loại, không nhớ nguyên văn, rằng không nên khi thị thần thánh. Được hỏi khi thị thần thánh là sao, thì thầy tôi đáp: mình tưởng mình tu cao nên coi thường thần thánh. Cái này cũng không phải nguyên văn, chỉ là ý tôi bắt được. Công nhận rằng tôi được dạy không vị nể ai nếu mình tự tu tự tiến. Nhưng mà con người hay lấn lướt, được một tưởng hai, cho nên lại sai nữa rồi.
cái vụ tha thứ thương yêu này đó, mới đầu mình nghĩ là mình thực hành đó thì sẽ rất là khó, không biết bắt đầu từ cái chỗ nào, nhưng mà nếu mà mình cứ nghĩ tới, mình chuyển đi, cái hễ mỗi lần mình nghĩ tới, mình giận hay là mình tức hay là mình gì đó, thì mình cứ nghĩ tới hai chữ tha thứ và thương yêu, thì lâu ngày tự nhiên nó giải hồi nào không ra, không không hay. Không hay là mình đã giải được cái mối kẹt mà trước giờ mình làm đủ mọi thứ mà không được. Nhiều khi mình giống như mình niệm Nam Mô Di Đà Phật thì mình niệm chữ tha thứ thương yêu vậy đó, thì nó nhập tâm hồi nào và mình thoát ra hồi nào mình không hay. Thì cái gì cũng vậy, tôi nghĩ là những cái gì mà mình hướng thượng mà tốt đó thì là nó cũng nó như là một ánh sáng, thì nó sẽ mình cứ niệm nó hoài, cũng như mình niệm Phật thì nó giống như là nó càng ngày nó càng đánh đánh đuổi đi được cái bóng tối của chính mình. Lời nhắn của thầy đêm qua xuất hồn đảnh lễ thầy tôi trong dịp đầu năm mới. Thầy chuyển ý vỏn vẻn chỉ có một câu: năm nay chiến tranh và thiên tai sẽ nhiều lắm, các con cố gắng tu, thanh quan điển lành của các con sẽ hóa giải bớt nạn tai cho chính mình. Thì cái hồi đó mà tôi viết này là hình như là tháng 1 năm 2010, thì sau đó thì hình như là có cái vụ mà ở Haiti đó, động đất gì ở Haiti mà chết nhiều người tan hoang hết á, thì cái lúc lúc đó là tôi, cái hôm mà tiếp điển mà được thầy nhắn gửi là nó vào tháng 1, nhưng mà sau đó mấy tháng đó, để lát nữa đọc phía dưới đó, thì cái chuyện Haiti nó xảy ra. Cú đầu và thanh lọc. Sau khi xuất hồn đêm nay tôi ngủ không được nên ngồi viết cõi vô hình tiếp. Tôi muốn tìm gặp ông Phật Tế Công để học đạo. Nhưng khi gặp được thì tôi bị ổng cú đầu một cái, cốp, xong quay lưng chạy mất. Tôi chưa kịp hoàn hồn cũng ráng đuổi theo, miệng gọi liên tục: Phật Tế Công ơi, dạy đạo cho con! Phật Tế Công ơi, dạy đạo cho con! Lúc đó đầu tôi của cái xác cảm thấy rút dữ dội lắm, nhưng lo chạy theo cho kịp. Tôi cũng không để ý, chỉ thắc mắc sao ổng không dạy đạo mà cú đầu kỳ vậy cà. Càng chạy thì càng thấy ổng mất hút. Tôi đành dừng lại, rồi tự nhiên ý lại muốn đi gặp Hoa Đà Tiên Ông. Cái lạ là vừa nghĩ đến đã thấy Tiên Ông đang ngồi viết sách, bên cạnh toàn là lọ và chai. Chỉ mới có ý hỏi cách nào để thanh lọc bản thể cho tốt và ăn dưỡng sinh, thì Tiên Ông ngước đầu lên nhìn tôi một chút xong nói: đem rang muối cho ngã màu vàng, xong cho tiêu trộn đều ăn với gạo lứt. Sáng thức dậy chỉ được uống từ 3 ly nước đầy trong vòng 3 ngày. Từ từ 3 ly nước đầy trong vòng 3 ngày. Nói xong thì Tiên Ông phất tay áo, tôi trở về bản thể tỉnh queo, không ngủ được vì cái cú đầu lúc nãy. Định bụng thứ hai này làm thử xem sao. Muối tiêu. Hôm nay là ngày thứ nhì tôi thanh lọc bằng gạo lứt muối tiêu. Ăn không thấy ngon bằng ăn gạo lứt muối mè. Lúc rang muối tôi phải rang 10 phút thì muối mới ngả màu vàng vàng. Lấy ra trộn với tiêu, mùi rất thơm. Tôi nghĩ mỗi người đều khác nên Hoa Đà Tiên Ông mới cho tôi thanh lọc bằng cách này. Muối có thể tẩy độc trong người và làm cho tâm thường trụ hơn là khi bị độc tố, nhưng ăn nhiều lại không tốt. Mấy ngày nay, vì đang thanh lọc, tôi không có xuất hồn đi đâu hết nên không có gì viết trong nhật ký. Sau khi mà viết cái chỗ này đó thì là cũng có nhiều bạn hỏi tôi cái cách thức ăn gạo lứt muối tiêu như thế nào, thì cũng như đây thì tôi cũng nói đó, nhưng mà tôi nghĩ là tất cả mọi người đều khác nhau cho nên không nên ăn, là vì có nhiều người đó cao máu gì đó ăn muối nhiều thì lại không tốt, cho nên cái này chỉ là mình
nói tôi kể lại, tôi có thực hành và tôi kể lại cho mọi người nghe vậy thôi, chứ nó cũng có một cái gì gọi là huyền diệu ghê gớm. Tại vì thật ra thì tôi cũng là con người khỏe, không có lúc cái thời gian đó không có bệnh hoạn gì, thành ra nhiều khi mình cũng không có thấy rõ cái kết quả lắm, chỉ thấy nó vậy thôi. Nhưng mà mình cũng biết rằng nghĩa là không nên ăn quá 3 ngày vì muối thì nó nặng, là không tốt, có thể bị cao máu rồi nhiều thứ khác nữa. Cho nên đây chỉ nói là kể lại thôi, nhưng mà không không nên ai làm theo, là vì mỗi người cái cơ cấu khác nhau, với lại trong người nó khác nhau. Bây giờ qua tới dây tơ hồng. Tự nhiên hôm nay tôi thắc mắc chuyện dây tơ hồng, xe duyên người trần gian, nên xuất hồn tìm gặp ông Tơ bà Nguyệt hỏi cho ra lẽ. Nơi con người được xe duyên là 2 hàng cây gỗ nằm ngang, trên mỗi cây tôi nhìn thấy hằng hà sa số những sợi tơ, một bên màu hồng, một bên màu trắng, buộc vào nhau, có nút cột sơ sài, có nút cột nhiều gút, có nút khi tôi nhìn thì đang tự đứt ra làm hai, có nút thì đang tuột ra khỏi nhau, ngoài ra còn có những sợi tơ nằm chỏng chèo một mình. Cái ngoạn mục nhất là nhiều sợi tơ vừa đứt ra khỏi sợi tơ kia thì đã tự buộc ngay vào sợi tơ khác. Quang cảnh này sinh động vô cùng, mà hào quang của những sợi tơ lấp lánh coi đẹp lắm. Tôi đến gần tiên ông và hỏi: làm thế nào để gỡ được nút này vậy tiên ông? Tiên ông chỉ vào cái nút cột rất chặt, nhiều vòng và nhiều gút, điềm đạm nói: như cái duyên nghiệp của hai người này, dù không ở được gần nhau nhưng tư tưởng của họ vẫn gắn liền không chịu rời, không chịu buông. Họ có nợ nần với nhau từ kiếp trước, một bên có muốn trả, bên kia vẫn không chịu nhận vì chê ít. Cứ thế mà ràng buộc không dứt, hai bên đều khổ nhưng không bên nào giải ra được khỏi cái nghiệp tâm này. Tôi ngạc nhiên hỏi tiếp cho rõ: chết rồi, như vậy không có cách giải hay sao tiên ông? Tiên ông gật gù nói: có chứ, nghĩa là phải nhịn nhục, tha thứ và thương yêu thôi, chịu khổ, chấp nhận khổ, dứt khoát sửa sai, thì dây tơ hồng tự nhiên tuột ra. Tôi thắc mắc: nếu chỉ một người dứt khoát mà người kia vẫn không buông tha thì sao? Tiên ông nói: thì lúc đó một dây sẽ lỏng ra, dây kia có muốn buộc lại cũng bị tuột. Tôi lại hỏi tới: nhưng nếu tha thứ và thương yêu, nhịn nhục chịu khổ, thì cuộc sống của hai người đó sẽ đầm ấm rồi, đâu còn cần phải tháo gỡ nút nữa. Vậy những trường hợp như vậy thì sao? Tiên ông chỉ vào những gút ở gần đó và nói: thì nó phát quang đó, tốt chứ sao. Chuyện này thì nhiều người chiều bạn cũng đang gặp phải, thì đây là cũng lời khuyên của tiên ông, mình thấy cũng rất là có ý nghĩa và có thể giúp được nhiều người. Phật A Di Đà, hôm nay Đức Phật A Di Đà cho tôi một công án. Phải nói là công án này không phải dễ hiểu hay thực hiện, đó là tôi phải vẽ một bức tranh Nam Mô A Di Đà Phật. Mà khi ngắm bức tranh này sẽ nghe được tiếng âm ba của lục tự. Tôi tham công án mà vẫn chưa nghĩ ra làm sao vẽ mà người nhìn lại nghe được. Công án này sao giống công án tiếng vỗ của một bàn tay vậy cả. Thì cái bức tranh đó thì tôi đã thực hiện được, và hiện tại bây giờ thì nó đang ở một cái thiền viện bên Việt Nam. Khi tôi vẽ nó ra đó thì tôi nghĩ là cái người đó giống như là một sự nhắc nhở. Khi mà mình đã nói đây là bức tranh vẽ về Nam Mô A Di Đà Phật thì nó là một sự nhắc mà nhở, khi người ta nhìn đến thì người ta lại nhớ tới lục tự.
thì người ta sẽ niệm, chính người ta niệm thì tính chính người ta sẽ nghe tiếng Nam Mô A Di Đà Phật của chính mình niệm ra. Haiti, đêm qua tôi đã đến Haiti. Cái lúc đó là cũng là sau khi mà thầy báo từ hôm hình như là 11 tháng 1 hả? Thì là thấy đây nói là 13 tháng 1 thì là cái chuyện Haiti nó động đất thì xảy ra. Hay là nó xảy ra trước thì trong này để coi, để tôi đọc. Đêm qua tôi đã đến Haiti để xem như địa tiên làm việc, những chư địa tiên làm việc. Một vùng tối đen, tiếng kêu khóc hải hùng, tưởng chừng như đang ở địa ngục. Tôi có thể nhìn thấy lố nhố những bóng đen từng đoàn theo sự chỉ dẫn của chư tiên để rời thế gian. Các vị tiên thì hào quang tỏa sáng nên thu hút được các phần hồn. Dù trong sự hỗn loạn này vẫn có một trật tự rõ rệt. Nhớ lại thầy tôi nói hôm đầu năm, tôi chỉ biết cố gắng tu và cầu nguyện cho nhân loại thái bình. Nam Mô A Di Đà Phật, vạn vật thái bình. Nam Mô A Di Đà Phật. Mấy hôm nay tôi niệm Phật cho Haiti. Âm ba của tiếng niệm Phật thật là vi diệu. Vì khi niệm như vậy thì tôi thấy mình ngồi trên tòa sen trắng, bay vòng trên đảo này, tỏa sáng hào quang. Mong rằng có nhiều người thiền dành chút thời gian và mở tâm niệm Phật cho những người đang gặp nạn này. Xưng hô. Từ lúc xuất hồn chu du đây đó, tôi mới thấy một điều không nên chấp văn tự. Tất cả là do thói quen của hành giả hay vì một lý do nào đó. Nhiều khi tôi gặp các vị trên đó thì phần hồn nhỏ nhoi thường hay xưng mình là con. Tiếng con coi không có bảnh bao gì hết, không có đáng nể nang gì hết. Nhưng mà tôi đã chính mắt nhìn thấy cái nhỏ nhoi của chính mình đối với hành đức của những vị ấy. Tôi làm gì sánh được mà đòi làm bạn. Cho dù có được cho là bạn đi nữa, thì ngay dưới thế gian này, tôi vẫn gọi thầy bằng ba và xưng con ngọt xớt. Bởi vậy, cái lớn lao mà mình không với tới được, gọi là lòng khiêm cung. Từ cái chết của thầy tôi, mà nếu nhìn vào, không thấy cái gì gọi là vĩ đại hết, nhưng mà sự tầm thường đó, mấy ai làm được. Một vị thầy có bao nhiêu là đệ tử khi ra đi không biểu diễn một màn hấp dẫn như ngồi thiền rồi liễu đạo, mà chỉ là một cái xác nằm trơ với một đôi mắt hé mở. Phải chăng thầy tôi luôn luôn dạy các bạn mình lấy không làm đích, và danh là danh giả, đàn mới chính là đàn tu. Tôi chỉ xin làm một hạt bụi để được học hỏi và phục vụ đến vô cùng. Đã, bây giờ đi tới cái chương dự thi nha. Đêm qua được thầy tôi gọi. Vừa đến nơi thì nhìn chung quanh, tôi thấy rất nhiều người đang nghiêm chỉnh chờ nghe lời thầy tôi dạy. Tôi cũng đứng ở sau cùng quan sát mọi người. Họ là những người bạn thiền tôi đã biết, và cũng có những người lạ mà tôi chưa từng gặp qua. Lúc đó, tiếng thầy tôi vang vang. Hôm nay là ngày đầu dự thi. Đề tài là tình thương và đạo đức. Các bạn không được dùng bằng lời hay ý để diễn tả. Tôi cũng xin nhắc lại là ý phát ra rất mau lẹ, không như dưới thế gian này mình nói năng dài dòng. Tôi được biết sẽ có 3 ngày dự thi, 3 đề tài khác nhau. Ban giám khảo là số đông biểu quyết. Nghĩa là tùy tâm mà thầy tôi mới tính được. Đây là một cuộc dự thi giữa những phần hồn phát tâm đứng ra gánh vác việc thay thầy tôi dưới thế gian. Thầy tôi còn nói: các bạn đã phát tâm thì các bạn sẽ lãnh chịu trách nhiệm nặng nề. Nhưng nếu các bạn làm được việc thì chư Phật, chư tiên sẽ hỗ trợ cho các bạn. Rồi thầy tôi tuyên bố khai mạc.
đang phân vân không biết diễn tả bằng cách nào đề tài này thầy tôi cho ra, thì tôi đã thấy rất nhiều người xuất chiêu rất ngoạn mục. Mình thấy những giải phim chuyện đời họ, những việc tốt họ đã làm. Có người thì quá thân thành một vị Bồ Tát, hiền lành dễ mến. Nhiều và nhiều nữa, tôi xem không kịp luôn. Tiếng hoan hô ở đâu vọng đến, cũng lạ lùng không kém. Lúc đó tôi nghĩ chắc là ban giám khảo ở dưới thế gian ủng hộ những người này. Có một điều không kém ngạc nhiên là ban giám khảo không có mặt mà chỉ toàn là thí sinh dự thi. Đến lượt tên tôi dưới thế gian được gọi thì tôi bước lên tung bủ bối của mình là tờ thiên chỉ. Quay cuốn phim khai hết tội tình đã làm thì chỉ nghe chung quanh mình tiếng chim hót líu lo, tiếng của ngàn hoa khoe sắc, chứ tuyệt nhiên không được một tiếng vỗ tay. Hồi về bản thể, lòng thấy vui vì đã hoàn tất ngày thi đầu tiên. Thì đây cũng là một cái mà mình thấy trước, mình được thấy trước tương lai. Thì hiện tại giờ mình cũng thấy cũng có nhiều bạn đạo mà mình quen biết, họ đã bước ra để mà giúp người này người kia tu bằng những cái chuyên môn của họ. Còn như tôi thì tung thiên chỉ ra mấy chục năm thì cũng không có được hoan hô cho lắm, nhưng mà gần đây thì cái thiên chỉ có vẻ được một số ít người nghĩa là rất là quý, và họ cũng tự viết thiên chỉ để tự cứu. Họ thấy rõ rằng chỉ có sống quan khai thì mới có thể mà về trời được. Vì mình mà cứ tối tâm, cứ giấu giếm với lại xấu mà cứ giấu và làm những chuyện không tốt trong bóng tối, mà ngoài thì cái miệng cứ nói là mình tu đó, thì là nó sẽ không có kết quả tốt. Khởi điểm tốt là gặt hái tốt, mà khởi điểm xấu thì sẽ gặt hái xấu. Thì đây là một cuộc khởi đầu. Thì cái hôm đó là chạy cho thi, là đây là cái ngày đầu thi là tình thương và đạo đức. Thì cái thiên chỉ này đối với tôi mà tôi hiểu lúc đó, nó là tình thương và đạo đức. Vì mình phải thương mình lắm mình mới khai ra, và mình phải thương mọi người lắm mình mới công khai. Là tại sao? Là tại vì mình coi người ta cũng như mình, và mình tôn trọng người ta, cho nên mình mới nói ra. Mình không có muốn lường gạt, hay là mình không muốn sống giả đối với những người đối diện mình, hay là những người chung quanh. Gọi là đối xử thực tâm và lễ độ, nằm trong 10 điều tâm niệm của Đức Thầy đó. Thì cái bài tình thương và đạo đức này nó phù hợp, cho nên tôi đã tung cái bủ bối của mình là bủ bối thiên chỉ. Bi Chí Dũng, tôi lại được gọi. Khi nến gọi là tôi đang ngồi xem truyền hình thì bắt được ý chỉ của thầy tôi kêu về, và đề thi hôm nay là Bi Chí Dũng. Còn nửa tiếng nữa mới tới giờ thiền, tôi suy nghĩ một chút về đề tài mới. Thấy rằng nếu không có Bi Chí Dũng thì đã không được ở dung điểm ngày hôm nay. Nhưng mà cuộc thi này lại là để tranh tài với những người khác, xem ai đủ bản lãnh, khả năng, đạo đức, gánh vác việc thiên hạ. Đến giờ xuất hồn về trời dự thi thì tôi nhìn thấy cũng đông đủ như hôm trước. Mọi người đang tận lực phô triển tài năng, đức độ bằng mọi hình thức. Đến lượt tôi thì tôi chỉ đứng yên, không làm gì hết. Lúc đó thầy tôi mới hỏi, tại sao mày không làm gì hết? Tôi mới thưa rằng, con không muốn thế ba. Thầy tôi hỏi tiếp, mày không muốn thế tao, tại sao mày đến đây? Tôi bèn trả lời, tại ba kêu. Thầy tôi không nói gì nữa. Hồn tôi về lại, mừng húng đã xong thêm một ngày thì bắt đắc dĩ. Đối với tôi đó là
lúc đó đó tôi nghĩ là Bi Chí Dũng đối với tôi là cái sự lặng im, không có nói gì hết là Bi Chí Dũng. Tôi chỉ muốn thực chất sẽ nói lên Bi Chí Dũng, chớ không cần phải dùng lý thuyết để mà nói cái Bi Chí Dũng nó như thế nào. Thành ra tôi đã chọn cách im lặng. Đức Tổ Sư, có bạn thiền hỏi tôi đã có diện kiến Đức Tổ Sư của Pháp chưa? Thì tôi xin trả lời là có rồi, nhưng vì người chỉ có nhắn một câu là đừng sửa Pháp. Câu này tôi thấy các bạn thiền của tôi ai cũng không dám sửa Pháp, cho nên tôi không có viết ra. Còn người nào sửa thì họ có cái lý do riêng nào đó, mà nếu họ có làm thì họ chịu trách nhiệm lấy hành động của họ thôi. Câu thứ hai là đại sư huynh của tôi bây giờ thăng chức gì, thì tôi xin thưa là chẳng có chức gì ráo, cũng vì còn ham chức mà ngày hôm nay chỉ ngồi thu lưu lo tu ở trên đó thôi. Tôi cũng mừng là có bạn hỏi tôi câu này câu nọ, như vậy tôi có lý do đi lên trên đó mà tìm hiểu rồi nói lại. Chứ tánh tôi ít tò mò, mà muốn xuất hồn đi, ít nhất phải biết mình muốn đi đâu đã. Còn không muốn đi đâu, lấy gì mà đi. Thiện ác La Hán, có bạn gợi ý cho tôi xuất hồn đảnh lễ 18 vị La Hán. Thấy cũng đang bí, không biết đi đâu. Tôi bèn quyết định tìm các vị La Hán này học đạo chơi. Đến một hang động thật lớn, tôi bước vào nhìn quanh thì thấy 18 ông chọc lóc mình vàng ngồi trong những hốc đá, coi cũng trang nghiêm lắm. Không phải vì họ nhập định hay gì, mà tại cái mặt họ thấy xấu lắm. Tôi đảnh lễ xong thì xin được các vị La Hán dạy đạo. Ý vừa nghĩ thì có một vị đã đứng ngay bên tôi. Vị La Hán này mặt mày dữ tợn, nhưng trên ngực lại có ông Phật hiền lành, và ra dấu biểu theo ra ngoài đồng và ra ngoài động. Cúi xuống, La Hán hái một nhánh hoa màu đỏ đẹp lắm, tay phải thì vò nát hoa đó, tay trái xòe ra cành hoa khác tươi tốt xuất hiện. Không lời nào, La Hán quay trở vô động. Tôi nhìn theo, rồi ý nói, đặt cho ổng cái tên là Thiện Ác La Hán đi. Cây Nguyên Linh. Để trả lời bạn thiền về cây Nguyên Linh, hôm nay tôi xuất hồn đi tìm xem cây Nguyên Linh thật ra là cây gì, hình thù ra sao và có lợi ích gì cho con đường tu của mỗi người. Cây này thật đúng là có trái, nhưng trái hình một đứa bé sơ sinh bụ bẩm, cũng có hoa màu trắng rất đẹp. Tôi hỏi cây Nguyên Linh vì sao có trái, vì sao nở hoa, ý nghĩa như thế nào, thì cây Nguyên Linh cho tôi biết. Mỗi một cây Nguyên Linh phải sản xuất ra 1 triệu trái, đứa bé đó, và cho xuống thế gian cũng như những hành tinh khác trong càn khôn vũ trụ để vận hành và duy trì sự sống. Mỗi lần nở hoa là mỗi lần đã hoàn tất được nhiệm vụ của mình. Hoa đạo tốt xấu đều nằm trong thiên ý phải tuân theo. Nhìn vườn cây, trái và hoa, ít nhiều không thể đoán được đạo hạnh của cây Nguyên Linh đó, vì có thể lúc thấy thì cây Nguyên Linh đang cho đầu thai những thai nhi của mình. Phải đủ 1 triệu lần thì mới đắc quả Phật. Không có sự ăn thua, không có sự tranh giành, ai làm phận sự nấy, cứ xong việc là thăng hoa, tuần tự như vậy mà thôi. Thật thà, đêm qua nhớ thầy và cần hỏi thầy tôi ít chuyện cá nhân, nên tôi xuất hồn đảnh lễ người. Hai cha con nói chuyện cũng khá lâu, xong tôi cảm thấy hơi mệt và có ý muốn hồi về. Nhưng vì còn vài điều đang nói lỡ dở nên tôi hỏi thầy.
ba có nước gì cho con uống hay trái gì cho con ăn không? Thầy tôi đưa tay đỡ một chung trà lên. Tôi sửa soạn đánh đón lấy thì ai nhà thầy lại hớp một ngụm xong phun lên mặt tôi. Tự nhiên lúc đó thấy sảng khoái lại tiếp tục đàm đạo với thầy. Trước khi tôi về lại thì có xin thầy vài lời để viết trong blog cho các bạn thiền thì thầy chỉ nói: mày nhắn tụi nó phải thật thà, đừng có dối trá, chỉ tự gạt mình thôi. Đến bữa nay đó thì chắc bao nhiêu đó đủ. Tôi sẽ chia thêm một cái hai lần nữa là xong cái cõi vô hình này. Tôi bây giờ xin chào mọi người nha. Và chúng ta hãy cùng ô hê.